đừng dướng cái cây đấy em, dướng cây dướng hả? Không xuống là sao? Cáp treo bà là hiu. Xin kính chào mọi người. Em đang bắt đầu nên bà là hiu Đà Nẵng. Đà La Hiu Đà Nẵng. Đây mọi người. Nghĩ sao á, định bắt xe băng ta vậy mà nhiều người đấy. Mấy bạn có gì đâu đẹp, tôi thấy có gì đâu đẹp. Đẹp chứ, tuy nhiên mà không đẹp. Thưởng thức bây giờ mới nói có gì đâu đẹp, tôi thấy có bình thường, có gì đâu đẹp. Thế thì thôi, ở nhà nấu cơm gà ăn thôi. Ở các cát vui đâu. Đâu cũng vậy. Này làm thiên nhiên này quá sạch luôn, rừng núi hoang vu. Nhưng mà em thấy là đỉnh Bát Sa Băng là đỉnh luôn, thì cái đỉnh của chớp luôn, đi đường đi nó cũng đẹp. Đồi núi xương mù. Đúng rồi. Người không có tinh thần thưởng thức á, thì cảm giác tức là người ta không có nghĩ đến thiên nhiên chứ. Còn mình thì giờ chỉ thích đi đến chỗ thiên nhiên. Còn mấy cái chỗ xây dựng nhân tạo thì nó quá thường rồi. Như Phú Quốc thì chê. Phú Quốc lần đầu đi đã, lần sau này chán quá. Đi mấy lần, mấy lần sau toàn xây dựng không. Cũng như Buôn Ma Thuột cũng vậy, đi lần đầu thấy nó đẹp. Mà giờ cũng còn được, Buôn Ma Thuột còn được. Dở nhất là Phú Quốc. Coi chừng rớt. Trời ơi, đến các bạn rồi nhé. Đừng nó mới vui. Rồi, xin chào. Đấy, các bạn nó đã nói rồi. Xin chào nha. Bấm cho tôi một like đi. Sắp 9 cây, mấy cây này sắp lớn. Hello. Cảnh đẹp. Cắt này là Nga sợ không dám đi này chứ không? Này thì... Sapa cao hơn. Ở đây nhiều cát ghê này, quá chừng cát luôn. Theo kiểu phong cách châu Âu. Anh đi đây nhiều mấy lần rồi? Có một lần, lần này cái gì? Anh lên đây cái gì? Lần trước đông quá, em chụp hình không có được. Lần này nên lần nữa. Chụp thấy mông, thấy đứt. Bà nào bà đưa cái chảo bữa chụp á, mình dính cái mặt vô cái chảo mới bả không. Cho nên lần này phải quyết đi lần nữa. Anh giờ thì nhờ. Mình ở Biên Hòa. Thôi xin chào nha.